Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU hoàn tất thương vụ lớn đầu tiên. MU dễ kích nổ bom tấn Ivan Toney. Khai mạc Euro 2024 không dễ cho chủ nhà Đức. MU hoàn tất thương vụ lớn đầu tiên. Trung vệ Gareth Bentwhite không thể cùng đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2024, nhưng rất có thể những ngày sắp tới sẽ là bước ngoặt cho tương lai của sao trẻ này. Tờ Daily Mail cho hay, MU đã đạt được thỏa thuận với trung vệ Gareth Bentwhite và giờ đến khâu thuyết phục Everton bán. Everton đã đề nghị mức phí 70 triệu bảng và trước đó họ từ chối mức giá 60 triệu bảng MU đưa ra. Bentwhite đã rời đại bản doanh đội tuyển Anh sau khi không thể lọt vào danh sách 26 cầu thủ cuối cùng đến Euro. Cũng nhờ vậy, quá trình tiếp cận của MU thêm phần thuận lợi. Các cuộc tiếp xúc giữa ban lãnh đạo Quỷ Đỏ với Bentwhite cũng như Everton đang diễn ra và phía MU mong muốn có Bentwhite trước khi tham dự tour du đấu mùa hè. MU có cơ sở để hoàn thành thương vụ này bởi phía Everton cũng đang chịu sức ép lớn. Đội chủ sân Goodison Park cần bổ sung lượng lớn tiền mặt trước thời điểm cuối tháng 6 năm 2024 nhằm tránh bị phạt do không tuân thủ quy tắc lợi nhuận và bền vững ở ngoại hạng Anh. Mùa vừa qua, Everton đã bị phạt rất nặng vì vi phạm quy định tài chính của giải ngoại hạng Anh. Đội bóng này ban đầu bị trừ 10 điểm, sau đó giảm xuống còn 6 điểm. Rõ ràng Everton không muốn bắt đầu mùa giải 2024-25 với điểm số âm. Do vậy, họ cần sớm chốt giá Bentwhite, qua đó làm đẹp báo cáo tài chính của mình. Jim Ratcliffe cùng thuộc cấp Ineos muốn biến Bentwhite trở thành tân binh đầu tiên dưới triều đại mới. Nhưng đáng chú ý là Bentwhite sẽ không thay thế Raphael Varane sắp ra đi. Trung vệ trẻ này đá lệch trái và đó là vị trí của Lisandro Martinez và Harry Maguire. Do đó, Maguire là người khả năng sẽ bị bán, trong khi vị trí trung vệ lệch phải đang được MU nhắm cho Matthijs de Ligt của bên Munich. Hàng phòng ngự chính là một trong những điểm yếu khiến MU thi đấu chật vật ở mùa vừa qua. Sau 38 vòng đấu, Quỷ Đỏ phải nhận đến 58 bàn thua, đạt hiệu số -1 và trở thành câu lạc bộ duy nhất thuộc top 10 ngoại hạng Anh có hiệu số âm. Mùa giải 2023-24, Bentwhite đã đạt được những thông số cực kỳ ấn tượng so với một cầu thủ mới còn chưa bước sang tuổi 22. Anh là trung vệ có số lần tắt bóng chính xác cao nhất ngoại hạng Anh với 66 lần thành công cũng như có 50 lần cắt bóng thành công, đứng thứ 3 trên toàn bộ giải đấu. MU dễ kích nổ bom tấn Ivan Toney. Theo Talksport, Brentford nhanh chóng hạ giá bán Ivan Toney trong hè năm nay. Quỷ Đỏ được cho là sẽ đầu tư vào một tiền đạo mới và họ đã được liên kết với nhiều cái tên, gồm cả Toney. Chân sút này được cho là sẽ rời Brentford trong hè năm nay. Hợp đồng của cầu thủ 28 tuổi với Bayern sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau. Gần đây, anh đã nổi lên như một mục tiêu tiềm năng của Quỷ Đỏ sau mùa giải năm nay. Ngoài ra, cả Arsenal và Chelsea cũng liên tục được liên kết với Toney. Trước đó, mức giá 100 triệu bảng mà Brentford yêu cầu khiến hai câu lạc bộ thành London lẫn Man United đóng băng chuyển nhượng. Dù vậy, cơ hội bất ngờ mở ra với các đại gia Premier League. Cụ thể, Talksport xác nhận Bayern sẽ để Toney ra đi nếu nhận được lời đề nghị 60 triệu bảng. Cá nhân Toney thừa nhận anh sẵn sàng cho một dự án lớn sau mùa hè này. Rất có thể, nguyện vọng của Toney sẽ thành hiện thực khi mức giá của anh không còn đắt đỏ như trước. Khai mạc Euro 2024 không dễ cho chủ nhà Đức. Mùa hè sôi động ở nước Đức kéo dài một tháng chính thức mở màn bằng trận đấu khai mạc Euro 2024 giữa chủ nhà Đức và Scotland vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 6 tại Munich. Sau khi bị loại ở 2 trong 3 giải đấu lớn gần nhất ngay từ vòng bảng, Đức hy vọng sẽ lấy lại được tinh thần của World Cup 2006 khi đội chủ nhà dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann đã bất chấp mọi khó khăn để vào bán kết. Tuyển Đức trong giai đoạn suy yếu chưa từng có, minh chứng là lần đầu tiên trong lịch sử họ sa thải huấn luyện viên trưởng Hansi Flick ra đi nhường chỗ cho Julian Nagelsmann. Nhưng chiến thắng của Đức trước Pháp và Hà Lan vào tháng 3 gợi ý về một tương lai tươi sáng hơn dưới thời cựu huấn luyện viên 36 tuổi của bên Munich. Trong khi đó, Scotland đang có sự tự tin rất cao sau chiến dịch vòng loại Euro 2024 ấn tượng với các chiến thắng trước nhà vô địch Euro 3 lần Tây Ban Nha, Na Uy và Georgia. Huấn luyện viên Steve Clarke
đã xây dựng một đội hình ổn định và phát triển một hệ thống mang lại những điều tốt nhất xung quanh đội trưởng Aston Villa John McGinn và tiền vệ Manchester United Scott McTominay, người ghi 7 bàn sau 8 lần ra sân ở vòng loại Euro. Thành tích khủng của Đức. Không đội nào tham dự Euro thường xuyên hơn Đức, đội sẽ có lần thứ 14 góp mặt. Đức vô địch Euro 3 lần vào các năm 1972, 1980 và 1996. Đức cũng thua 3 trận chung kết vào các năm 1976, 1992 và 2008, cũng như họ có 3 lần lọt vào bán kết nữa. Đức cùng Tây Ban Nha là hai đội thành công nhất lịch sử Euro với 3 lần đăng quang. Ở hai giải Euro gần nhất, Đức bị loại từ rất sớm. Đức chỉ thắng 1 trong số 6 trận gần nhất ở Euro, đó là trận thắng Bồ Đào Nha 4-2 ở vòng bảng Euro 2020. Đức sẽ tiếp Scotland tại Allianz Arena. Đây là sân nhà mà Đức từng chiến thắng Costa Rica 4-2 ở trận mở màn vòng bảng World Cup 2006. Thi đấu tại sân Allianz, Đức thắng 5, hòa 3 và thua 3. Trong khi đó, Scotland có lần thứ 4 tham dự Euro và là lần thứ 2 liên tiếp. 3 lần tham dự trước, Scotland đều không vượt qua vòng bảng. Sau 24 năm vắng bóng ở Euro, Scotland tham gia trở lại Euro 2020. Tuy nhiên, họ xếp cuối bảng D khi chỉ giành được một điểm duy nhất bằng trận hòa 0-0 với Anh tại Wembley, cùng hai thất bại 0-2 trước Séc và 1-3 trước Croatia đều trên sân nhà Hampden Park ở Glasgow. Scotland thắng 5 trận đầu tiên ở vòng loại Euro 2024. Đáng chú ý nhất là đánh bại Tây Ban Nha 2-0 ở Glasgow. Họ giành vé dự Euro 2024 sau khi Na Uy không thể thắng Tây Ban Nha vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái. Scotland kết thúc vòng loại với 17 điểm, kém đội đầu bảng A là Tây Ban Nha 4 điểm, nhưng hơn đội xếp thứ 3 là Na Uy 6 điểm. Scotland đã thắng 2, hòa 2 và thua 5 trong số 9 trận đấu tại Euro. Gần đây nhất là thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Euro 1996. Trong lịch sử Đức và Scotland đối đầu 17 trận, trong đó chủ nhà Đức thắng 8, thua 4 và hòa 5. Hai đội sẽ gặp nhau lần đầu tiên sau 9 năm kể từ khi Đức thắng Scotland 3-2 ở vòng loại Euro 2016 vào ngày 7 tháng 9 năm 2015. Scotland chỉ thắng Đức đúng một trận trong 13 trận gần nhất, đó là chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu vào năm 1999. Tuy nhiên, trong 4 lần gặp nhau đầu tiên, Scotland thắng Đức đến 3 trận, còn lại là hòa. Sức mạnh của hai đội. Tại Euro 2024, đội tuyển Đức sở hữu một đội hình đáng chú ý với nhiều ngôi sao tài năng giải đều các tuyến. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Julian Nagelsmann, họ có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ cho chức vô địch. Đội hình tuyển Đức không còn mạnh như trước đây, nhưng họ có đội hình kết hợp cả tài năng trẻ lẫn những ngôi sao giàu kinh nghiệm. Đức sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu như Florian Wirtz, Jamal Musiala, Karim Adeyemi, David Raum, Nico Schlotterbeck và Robin Koch. Họ mang đến sự sáng tạo và tiềm năng phát triển lớn cho tuyển Đức trong tương lai. Trong khi đó, các cầu thủ kỳ cựu như Toni Kroos, Manuel Neuer và Thomas Müller đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao và có thể giúp đội tuyển Đức ổn định trong những trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, Đức cần cải thiện khả năng ghi bàn cho các tiền đạo như Niklas Füllkrug, Kai Havertz và Dennis Undav. Sự thiếu hụt một tiền đạo đẳng cấp là điểm yếu ai cũng thấy ở tuyển Đức. Mặc dù có David Raum, Đức không có lựa chọn nào đáng tin để thay thế cho anh ở vị trí hậu vệ trái, và đó cũng là điểm yếu của cỗ xe tăng. Tại Euro 2024, đội tuyển Scotland rơi vào một bảng đấu tương đối khó khăn, gồm Đức, Thụy Sĩ và Hungary. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Steve Clarke, Scotland đã triệu tập danh sách 26 cầu thủ mà ông cho là tốt nhất. Sức mạnh của Scotland nằm ở hàng tiền vệ với nhiều tên tuổi đang chơi bóng ở Anh như Scott McTominay, Billy Gilmour, John McGinn và Kenny McLean. Sự trở lại của đội trưởng Andrew Robertson sau chấn thương là điểm cộng cho Scotland. Cũng giống như Đức, mặc dù có Robertson nhưng việc thiếu lựa chọn phụ cho vị trí hậu vệ trái là điểm yếu của Scotland. Hàng công Scotland cần cải thiện khả năng ghi bàn khi họ sở hữu những tiền đạo tầm trung như Shea Adams, James Forrest và Lawlessy Sutherland. Bất kỳ trận đấu mở màn nào đều rất khó khăn khi truyền thống cho thấy kết quả trận đầu tiên bao giờ cũng rất xích sao. Với chủ nhà Đức, kết quả trận mở màn Euro thường tỷ lệ thuận với mức độ thành công của họ tại giải đấu. Cách đây 3 năm, Đức thua Pháp 0-1 ở trận ra quân Euro 2024 và sau đó bị loại ngay từ vòng bảng. Còn trong 3 kỳ Euro trước đó, Đức đều thắng trận mở màn trước Ukraine 2-0 vào năm 2016, Bồ Đào Nha 1-0 2012
Ba Lan 2008 và họ đều lọt vào bán kết hoặc giành ngôi Á quân. Chúng ta hãy chờ xem liệu Đức có tiếp tục chuỗi chiến thắng trong trận ra quân hay không. Dự đoán, Đức thắng Scotland 2-0.